Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Sáng nay hai chồng mình tiếp tục chạy ghe ra sông Tiền câu cá nữa nha các bạn. Đây, cái đường vô nhà cũng không được, cũng có cái gạch nhỏ nhỏ như của mình vậy các bạn. Tiếp theo là cái sông lớn Trà Bá. Sáng nay không được cũng đi làm nè, hai chồng mình chuyến sớm, bữa nay tranh thủ đi sớm. Nói sớm sớm chứ này nắng lên dữ rồi. Nặng quá nước lớn sáng nè bạn. Hôm qua giấc chiều quốc đám mưa quá lớn, nước sáng nay nghỉ cá ăn ngon là mạnh nè. Hôm qua tính ra cá ăn nhiều bạn, nhưng mà sảy nhiều quá nhiều. Ồ, ghê vậy, lên ra bựng bựng luôn. Hôm qua sảy nhiều với dướng gốc rồi tựa lưa chứ. Mà hôm qua tính ra cá cũng ngon. Cái rảnh với cá cha đâu ngon ngon không à. Hy vọng là bữa nay sẽ bắt được nhiều cá lớn nha bạn. Kiếm con phun gô rồi. Bữa nay chuyến bữa nó hai chồng mình chiều nay cũng dọt về lại Sóc Trăng đó bạn ơi. 3 ngày 2 ngày rưỡi à. Tại có một chuyện mà ở nữa rồi, mà không sao, về bữa qua nữa chứ gì. Cá bên đây nhiều quá, nhiều cám dỗ bên đây quá, chịu không nổi, qua chuyến nữa. Rồi giờ chạy kiếm điểm câu đó bạn ơi. Giờ dài thêm mấy bè cá này nè. Chỗ nào ngon ngon ghé vô cột dây bữa chiến đấu. Xa xa cho nó là cầu Cao Lãnh đó bạn. Mồi mặn này cũng chuối các bạn. Chuối cái sung này hôm qua hái trên bờ nè. Đem theo câu thứ 19 không? Này thức ăn qua dư, rồi đem làm xả mồi cũng được. Bánh mì, sáng mua 20 ổ bánh mì. Trong chai là hai con gián nè. Hai gián hôm bắt cho nhận được nè. Rồi móc câu thử coi dính con gì không. Thường thường cái dồ ba sa đồ khoái đi. Dồ đếm đồ khoái gián lắm. Đó, hy vọng hai gián nè, bắt cá khủng với tiếu tiếu đó. Thôi giờ rảnh rảnh ngồi cắt bánh mì vô ăn đi. Còn không? Mới xuống có hiện tượng các bạn. Còn đó, còn ăn. Mới xuống cần đầu tiên à. Là nó quất rồi. Cá ở đây lẹ lắm. Ôi xí vậy. Bạn ơi. Mà cần đầu tiên xuống rồi, sảy. Cần đầu tiên. Cá để lẹ để xuống nó bữa, mau thiệt chứ. Đó. Lỏng. Dính nào bạn ơi. Dính cái này dính rồi. Không gì đó. Ôi. Nhỏ gì? nhỏ. Cá đầu tiên. Để xuống là quất liền luôn trời. Nhanh thiệt. Sáng sớm là có nhớ cả nha. Thì chọn dụng tôi ý. Này là này gắn bào hết. Qua đây đi. Quá đã. Câu bên đây công nhận sướng thiệt mà. Cái dữ thiệt. Mình kiếm con cá cha đỏ mắt. Qua đây cá cha quá dễ kiếm. Đó. Khoan khoan còn không? Em gu người ta quý quý cái em gu rồi. Nhã hay gì kìa. Hồi nãy quý cái mạnh hết biết á. Nhã ra rồi. Chắc hết bầu em quấn lên luôn.
kéo ra để dướng vít đòe. Thôi kiểu mới không được bệnh ra dễ. Trời quýu, đọc từng công xuống luôn không dính. Sảy. Để ngồi ăn nhá. Con cá luôn á. Đâu lâu xe giật quát lử đi ta. Con cá giật cục bắt luôn. Ê, lên. Lên cá à? Còn. Vậy, con cá giật cầu. Cầu cái giò. Giò. Dọn lăn xe luôn, dọn cám. Trời ơi, dính 2-3 lửa. Trắng tư. Cá này nhìn ngon, trắng phiếu. Vô rộng. Nước bữa nay cũng trăm như nước biển nha. Bữa nay con cá nào muốn về Sóc Trăng thì lên đây. Cho đi du lịch hết. Quá đã. Đó rồi, dính này, đóng đi, dứt lẻ, dứt mạnh, dứt, ừ, kéo lên, dính, lên cá bạn ơi, kéo lên, nhảy lên, để nó chui với bè, ừ, vô rồi, rồi giờ qua quýu đoạt, đù, sáng ngày chồng mình lên cá lia lịa luôn bạn ơi, sướng, ờ, ê, gãy cái đọt cân, xa. Lên cá luôn, quá dữ thiệt chứ, cừ sáng mặt từ gối. Kéo cá sướng rồi đã bạn, trắng khiếu à. Đó. Làm như cái con lứa không nha, lứa hai. Ê, dưới một bình, dưới một bình quá đã. Rồi cho gừng gọng các bạn này, ừ, bỏ thẳng xuống lại đi. À, sáng sớm là lên cá rồi. Đại cho chạy hơi đụng kịch cái dựng lên. Tật. Càng có hiện tượng. Này nó gút mấy cái đã hết biết luôn. Cá sáng nó khoái vợ mình hay vậy. Bắt máy lên hết hồn nó chạy. Chưa dính nè. Cần nó câu mồi chuối nè. Không dính nè, chờ đợi tí nữa đi. Dính rồi. Rồi chưa, xảy nữa rồi. Ồ, nó rút cái cần quýu xuống dưới luôn. Không biết rồi. Me cần đó, còn nó quất nữa. Càng khỉa. Làm quýu xuống luôn. Đó, giật liền, rồi không dính luôn. Đấy rồi. Buồn quá, gình nãy giờ. Không kỹ gình nãy giờ, chặt lách. Có hiện tượng nữa rồi, quá, chưa đâu. Cho rút đã nó cái đi. Sáng sẽ nó bu nó ăn cần vợ mình không ta? Ra đây ăn ngoài đây nè, vui nè. Quá
hai cục ngồi xuống để nó khỉa nữa rồi. Để đi chuyến này cho nó nuốt tá bào tử luôn đi. Cái gì cái gì? Ồ, chưa lên biết cái rảnh luôn. Quá dữ. Nay chơi hai cân luôn, dữ thiệt. Bự không? Cái chốt, hồ cái chốt chập bá luôn. Chốt bành kỳ bạn, gâu dày ngoằng nè. Chốt này ngon lắm. Chốt 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 chốt. Đâm, này dính thứ dữ luôn ha. Để chưa, để chưa. Dính này, giật đi. Giật mạnh. Trời ơi, dính. Bự à, bự em ơi. Bự. Quỷu rồi. Vô rồi. Sống với bà đi. Rồi, bự hơn con nãy luôn á. Ê, gì vậy? Ê, dính chút xíu à. Sảy. Rồi, nói mà không tin. Cái con cá dính có chút xíu mà đi dở lên. Này không có thừa ai được bạn. Con cá nó móc vô cái họng rồi nó móc lòn ra dính có miếng da chút ní à. Nhìn thấy nghi nghi rồi, thấy dở, thấy sảy rồi đó. Tao không nói. Lòn anh đây nó giục lên ghe này. Canh đúng thời điểm mới giật chứ. Đó. Mò mới để xuống cứng ngắc. Cá ăn cái cần tay á. Đó sao rồi? Đã nói cá ăn cái cần tay mà. Trời ơi nó xé. Con tiêu phao luôn. Ủa kìa vậy. Ủa nãy giờ anh chỉ em cần máy hay cần tay? Tiêu cái phao luôn ghê thiệt chứ. Dữ rồi. Sẽ con ấy thông báo đồng lỗi chốt chân gì rồi. Rồi làm con mày dính khủng nè. Từng cái đọt cần luôn chứ mà không dính rồi. Ôi, vậy cái đọt cần tới nước luôn. Chảy luôn cái gì rồi. Giật mày luôn, giật lớn mày luôn, mày bự sảy luôn. Rồi chờ quá lên cá bạn ơi. Ngon món nhân dây vô đây rồi trời. Cá mini bự cho nhỏ như vậy xíu à. Rồi. Trời ơi, còn nó cắm đầu xuống dưới luôn. Bắt con này bự rồi. Con này bự rồi. Con nhỏ dục vô dèo luôn rồi bạn ơi. Trời ơi, chị kỳ vậy. Ủa sao nó cắm đầu dữ thần lắm nè trời. Cỡ một hả? Đi.
cái ghê đẹp nhỏ mà ghê. Ghê mà anh hết hồn đi trời, cắm đầu quá. Để giờ cái anh cầm lên nó sợ rồi ta. Cái tức kia đã. Lúc đoạt cái cây. Giật cái nhịp gì? Víu luôn không dính, giật cong tay luôn, ủ thiệt. Quýu lọt luôn. Quá. Quay nhà bự lắm. Nhắc coi, lọc. Chưa giữ trơn á, giật kìa. Không giật như vậy nữa. Đúng trước. Ê bự. Dây lên trời, buông kìa chứ. Lên tới dây giữa nằm gõ gàng luôn. Lên ha, con này được. Con này đủ sai rồi quất. Còn trắng kiếu luôn. Gúng bự dữ vậy. Tự dưới kéo lên như nó uống nước vậy. Cũng phì cái nè. Ngắt hả, đầy hơi. À bạn. Lên cá. Dù mà tính quay canh quay cái lúc nhịp đọt mà không được bạn ơi. Kìa. Trời ơi. Rồi thấy không, vô cây luôn. Khốn thiệt trời. Vừa không kịp đã nhảy vô cây liền. Vô liền. Xong rồi. Giá sảy cá ơi, móc vô góc này. Trời. Ủa, nó ca nha. Ủa. Mày cái bự. Hình như lụm rồi. Lụm rồi. Lụm. Rồi, xảy rồi. Thôi. Ui, giật cái bạc cái á. Quíu giật cái bạc cái vuột luôn. Uổng quá. Mép quá. Tực. Lụm sát.
ăn khó dính. Dính rồi đó, đây, kéo đi, kéo đi. Ủa, chuyện này dính rồi, sắp lử rồi, chắc cú luôn rồi đó. Giúp cái... Ừ. Vô rồi, vô rồi. Chạy vô trong, ăn trong của mày, xảy ngoài vô trong, bữa trong rồi nha. Còn còn cá, từ từ nó chút nó ra. Đó, nó giật đó. Nó dựa vô dây á. Nhả lên cái đi. Hơi hơi ra đựng quá. Còn cá. Đó, nó rút nữa không? Lên đó, lên đó. Lên. Cái gì? Đó, nó lên là cương sao mau kéo lên liền. Đừng có cho nó ấy nữa. Bự à. Ê, con này trọng em ơi. Đù. Ê, cái chuyện nó quấn. Chứ này dở lên nữa hả gì? Ngồi cho nó xuống, đập đầu nó. Kêu nó cho nó chạy xuống. Đó. Nãy ba bán điện. Đập đầu nó. Nó không chịu xuống, cá lì thiệt. Ở nó dưới là nó dựa dây của trang vậy đó. Đọt con câu sâu xuống, nãy nó vô quá, hồi nó chạy qua đây cái gòi luôn vượt nữa đó. Ờ dưới này chắc cứu rồi. Trở lên. lên hàng, quá dữ. Bự à, con này bự nhất nãy giờ luôn á. Ăn dính lưỡi quíu đọt nhìn sướng mà. Quá đã. Xảy ngoài chạy vô trong liền. Nãy giờ cá ăn lia lịa luôn mà không dính nhiều. Chắc cá nhỏ. Lụm hàng. Nãy giờ vợ mình kéo cũng mấy con bộ à. Nay sướng rồi. Con này bự nhất nãy giờ rồi. Trắng. Sáng giờ em dính nhiều lắm rồi đó nha. Chảy. Cá kéo lên thả xuống. Tại thấy nó nhỏ quá, thả cho nó bự năm sau bắt nó. Ờ, phải không đó? Ờ. Tiếp tục xuống cần rồi. Cái gì vậy? Cần ở dưới góc, cái gì? Dạ. Trời ơi. Chính là con cá. Cá khủng. Không phải hồi đựng cá đừng nè. Câu cá phải câu đồ đựng cá mới đúng bậy bạn. Ngon lắm luôn nè đó. Nguyên hiện luôn. Hồi đựng cá về luôn. Ghê chứ. Ngon. Lên cá bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Này lọc kỷ lực luôn rồi. Phải gán dính thêm con nữa ngon cơm rồi. 4 lưỡi, ủa 5 lưỡi mà dính được 4 con. Ghê gớm thiệt chứ. Gái sắp chăn bữa nay làm quá rồi. Quá sắp chân này rồi. Kéo lên đùm hết hồn. Rồi cá này ngon dữ lắm mà. 3 con, 2 con dính miệng, 2 con dính tờ lừa. Phải dính thêm con nữa ngon rồi. Quá dữ thiệt chứ. Dạ dở lên em, để nhớt không. Vừa mới kêu là chưa để cho người ta coi nữa hả? Nghe nói dính chín rồi tính đâu bấm rồi mới nói dính một cái là nó nghỉ rồi. Ê ôi, ôi nó chạy kìa. lên hàng vừa mới nói hay vậy nè, tự nhiên cá sao nghỉ ăn rồi quất liền trắng tư luôn bự à. Lên hàng mà trắng hơn mình nữa. Cá trắng mình đen. Này kiểu này chắc nhảy nước ngâm cho nó trắng lại bạn. Mà đã. Ông cười quíu đọt xuống. Vô túi mày. Ừ. Ngon bữa nay bộ em rồi bạn ơi. Nay có bộ hên hơn qua rồi. Không ăn được, không có yếm siêu. Chắc là hơi hâm không rồi đó. Không bếp tôi là không chết đó. Bởi vậy sáng không sợ có không đi mất tiêu. Sớm đâu dám ở nhà. Tiếp tục.
lại liếm. Cạp. Liếm thử coi ngon không? Ngon. Kìa. La quá nó sợ. La quá nó bồn chạy luôn. Ăn ổn. Là sao hai cực lượt kéo đã. Không biết sao kéo. Để nó nhịp bệnh mạnh hả giật. Nè quýu đó. Chừng cá nhỏ nó gãy á, không ăn được cái lưỡi cao bự quá. Quýu cắm đọt tới nước cái đã gì đâu. Như con nãy kéo lên cái chút xíu. Con nãy bị ghê đi, kéo lên chút xíu à. Con cá nó có tập kim. Thôi mạnh. Rồi đợi tí ở đây, nào quýu đọt hả. Thế vậy chứ đi câu này khó quay nữa mà. Quay chú, kiếm cái lúc canh nhịp đột cần nhưng bạn coi sướng mà không kịp. Bạn để cho nó nhịp thì một rồi nó vụt, hai là chạy vô dây. Nên nó ăn là phải quất liền. Từ quay được nào quay. Chứ phần trời nắng đó bạn máy phải tắt. Bấm máy xem xong rồi quay xong khúc là phải tắt. Tắt để đó chứ treo máy chịu nổi, nóng khủng khiếp đó. Nóng bạn gờ cái máy cũng khủng luôn á. Mình chịu nổi cái điện thoại nó không nổi, hai ba cái điện thoại theo phiên nhau quay mà chịu cũng không nổi luôn. Ê, cực ngoài. Ê. Nhịp. Nuốt đi. Hãy nuốt đi, đừng ngại ngùng. Đó. Ê. Mày, ê, lấm. Rồi, lấm luôn. Còn cá nè, đó. Bắn vô rồi. Muốn vô dây, vô lắm. Coi ăn hồi nó có chạy ra không? Bệnh lên á thì xảy con cá ổn. Tại nãy lúc quay lên liền thì dính rồi. Tại lên thay cầm máy quay. Cầm máy cũng lên hả? Chạy vô nhà bè liền mấy cá để phun á. Còn cá dưới á. Rút lên dây thì lên xuống. Nó. Quấn hai ba vòng nhé. Hỏi lắm rồi đấy. Chứ con nãy nó nằm gì mà nó không ra đó. Còn con cá nữa.
Rút từng 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 chứ mà không lên. Cá không đuối vậy. Rồi chết chứ luôn. Tức thiệt chứ. Mình lên lại đi. Mình lên đứt cái gì vậy? Chứ giờ biết nào nó ra. Mất chức được gì đó, lặn luôn. Thôi. Phải lên trên còn lặn được. Lặn luôn. Thì dưới nhanh cày thì ngon, còn sợ dưới như vậy à, dưới nhanh cày thì nó được. Hên thì có bọn cá, xui thì đi luôn. Ê trời. Đứt luôn. Tét ngõ cá luôn rồi, đứt lử như vậy. Rất lửa phải không? Một con cá đã ôm lưỡi. Trời ơi, cá gỗ gạn giật tực 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 xuống hoài luôn, lúc. Uống thiệt. Có hiện tượng. Thỏ đó, giật. Dở dở cầm lên. Giật luôn, chơi luôn đi. Dịnh, 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 dịnh. Ủa. Đứng lên, chơi nó. Để nó quấn khiếp. Bự á. Coi nặng nè. Đù. Chẳng phiếu luôn. Lên luôn, nuốt lử luôn rồi. Đây cá này màu vàng. Cá này bị chắc độc màu da cam. Nhìn nãy giờ mà. Vàng cháy luôn. Ở đây có bao xa không? Giờ cái giờ hết bao xa. Đó, lên cá nha. Bự hơn nhỏ nữa nè. Vàng khè luôn. Thật là vàng tươi. Quá đã. Bên này có trợ lý luôn. Có trợ lý gỡ cá luôn nè. Quá dữ. Trợ lý lội sông ra luôn. Ôi, tôi bỏ tới chút cái đầu xuống. Nó không vướng gai. Đó, sáng dài trà cũng êm mà nghe có lý. Lâu lâu quất cái lụm. Nắng quá nắng chịu hết nổi luôn bạn ơi. Chui vô đây trốn luôn. Nào cá ăn nó chạy ra chứ ngồi quá hồi khô luôn. Bạn nhìn cái giò mình nè. Ghê chưa. Khui nhỏ có ngắn luôn nè. Ghê chưa. Này tới chiều thành heo quay luôn. Giấc này đầu quay là sắp chín rồi nè. Hết có biết thiệt chứ. Tần thủ mới có được mấy cái khúc gì thôi. Ghê hồn. Nước cho mình đứng đứng cá nó cũng nhơi là yếu ăn nữa mà. Biết đâu yếu yếu ăn họ quấn con cá bự rồi sao. Thôi chắc lại vô bờ nghỉ trưa bà. Nắng quá nắng chịu hết nổi luôn rồi. Muốn khô luôn rồi. Sẵn đợi không được xuống luôn. Đây thành quả sáng giờ đây bạn. Cũng khá lắm á. Bữa nay im. Cá mà không được bự không. Không bự mà hôm qua. Về cho được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cá tra gì á, có nhiều cá tra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con, 3, 6, 7 con, 7 con với sáng thả vô dèo 2 con nữa là 8 cá tra. Quá đã, sấy con vợ mình thả 1 con nữa là chục con đúng luôn á. Này 7 thả 2 9 chục con đúng con, chục cá tra. Quá đã. Rồi giờ vô bờ, nghỉ mệt chút rồi đợi không được xuống rồi cái tiếp tục chiến đấu bạn ơi. Đuối đuối đuối. Nắng khủng khiếp thiệt. Ghê hồn nắng thiệt. Thấy vậy chứ chiều nay bão tố nữa chừng. Nhưng qua chứ.